Ba đi công việc còn lâu mới về. Đây là lúc thích hợp nhất. Đúng là công ty đang có rất là nhiều khoản nợ. Nếu mà các dự án không bán được, Lê gia chỉ có nước phá sản thôi. Mình thiệt là vô dụng quá, không giúp gì được cho ba lúc này. Mình cũng không thể nói với ba là mình lén xem báo cáo tài chính được. Ba không muốn mình lo lắng nên mới giấu mình. Alo. Em nghe nè anh. Sao rồi em? Em xem được báo cáo tài chính của công ty rồi anh. Đúng là công ty đang có rất nhiều nợ xấu. Bây giờ phải làm sao anh? Chắc bác sợ em lo lắng cho nên mới giấu em đó. Hay là bây giờ em gửi qua mail cho anh liền đi. Anh phải nắm rõ tình hình thì mới có hướng giải quyết cụ thể. Dạ, để em gửi qua cho anh liền. Anh đợi em tí nha. Có gì anh coi rồi anh gọi lại cho em. Dạ. Tôi nghe nào. Tôi vừa gửi cho anh đó, nhưng còn lại là của anh. Anh nhớ làm sạch sẽ, đừng làm ảnh hưởng tới tôi. Ok, cậu bại lộ thì tôi cũng không có yên. Tất nhiên là phải bảo đảm cho cậu đường lui rồi. Tôi sẽ chuyển cho cậu 10% giai đoạn tiếp theo ngay lập tức. Cảm ơn anh. Chào cậu. Dạ, tôi biết rồi ạ. Dạ. Anh làm gì đó? Nè, anh làm gì đó? Mày biết chữ không? Tao nói cho mày nghe, lần này tụi tao tới đây là chỉ để cảnh cáo ông chủ mày. Lần sau tao mà tới nữa là mùi máu với mắm tôm không đó. Mày nghe rõ chưa? Nhớ mặt tao nha mày. Alo, có chuyện gì? Có một nhóm giang hồ mới tới dán giấy đòi nợ trước công ty mình nè anh. Giờ mình tính sao anh? Sao lại như vậy? Em cũng không biết nữa. Mau giải quyết đi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Mới vừa có một nhóm giang hồ tới dán giấy đòi nợ. Ủa, công ty mình có mắc nợ xã hội đen sao? Thôi, mọi người xuống giải quyết liền đi. Dạ. Dạ. Vẫn chưa tới thời hạn trả nợ, anh cho đàn em tới phá công ty tôi. Ủa, ông đang nói gì vậy? Tôi hồi đó giờ làm việc rất là uy tín. Chưa tới ngày, tôi sẽ không bao giờ ra tay. Không phải đàn em của anh là sao? Tôi lấy cái danh dự của tôi ra đảm bảo. Được rồi, tôi sẽ tìm hiểu sao. Còn số nợ đó, tôi sẽ tranh thủ trả đúng hạn cho anh. Cũng
nhớ giữ lời đó. Chào anh. Sao đại ca? Đi theo tao. Có khi nào hắn nói dối, nghe tin tức nghĩ mình không có khả năng trả nợ nên mới cảnh cáo lần này. Nếu không phải hắn thì ai lại đi làm chuyện này? Thử thách cuộc đời 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, xem lại độc quyền trên THVLI.